quý vị và các bạn đang xem những hình ảnh hiếm hoi mang giá trị lịch sử của Việt Nam giai đoạn những năm 1890 được chụp lại trên khắp đất nước, đặc biệt là những bức ảnh đẹp đến nao lòng của Hà Nội xưa. Tượng đài Pompe ở vườn hoa Pompe trên bờ hồ Gươm năm 1890, nay là vườn hoa Lý Thái Tổ. Hồ Gươm nhìn từ trên cao với đền Ngọc Sơn ở phía xa năm 1890. Tháp Rùa năm 1896, một biểu tượng văn hóa nổi tiếng của Hà Nội. Giếng Thiên Quang và khu sân bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội năm 1890. Đền Quán Thánh bên Hồ Tây năm 1890. Mặt tiền của đền Quán Thánh cạnh Hồ Tây, Hà Nội năm 1896. Bờ Hồ Tây, phía trước đền Quán Thánh, ngày nay là nơi đường thanh niên chạy qua. Đây là cầu Tây Hút trên hồ Hoàng Kiếm năm 1896, là một cái cầu gỗ khá thô sơ. Trong lịch sử tồn tại, cái cầu này đã nhiều lần bị hư hỏng và được dựng lại. Hình ảnh làng giấy gió Yên Thái bên bờ Hồ Tây năm 1890. Giếng nước ở làng giấy Yên Thái. Bờ hồ Hoàng Kiếm gần lối vào đền Ngọc Sơn, Hà Nội năm 1896. Một trạm tàu điện đã được xây dựng tại khu vực này vào năm 1916. Đình Trấn Ba, một công trình thanh thoát trong đền Ngọc Sơn, hình ảnh được ghi lại năm 1896. Hình ảnh ngôi đền phía bắc trong quần thể đền Ngọc Sơn là nơi thờ danh tướng Trần Hưng Đạo, chụp năm 1896. Chùa Láng, một ngôi chùa nổi tiếng của Hà Nội. Một quang cảnh hoang vu ở khu vực cầu Giấy năm 1890. Cư dân trong trang phục xưa thuộc một làng ở Hà Nội năm 1890. Bốn trụ cột ở lối vào Văn Miếu Quốc Tử Giám năm 1896. Người Pháp gọi công trình này là chùa Quạ vì có rất nhiều quạ làm tổ ở đây. Hồ nước đối diện Khuê Văn Các trong Văn Miếu Quốc Tử Giám, tức là Khuê Văn Các nằm ở bên phải bức ảnh này. Đôi hạt ở hai bên ban thờ trong Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hình ảnh quý vị đang xem, đám đông tụ tập nghe xướng danh người trúng tuyển trong kỳ thi hương Nam Định năm 1897. Dưới triều Nguyễn, cứ 3 năm triều đình lại mở khóa thi hương ở các tỉnh lớn dành cho mọi đối tượng. Người thi đỗ năm sau sẽ lên kinh đô để thi hội và thi đình. Hình ảnh thí sinh trúng tuyển diễu hành qua các giám khảo Nam Định năm 1897. Hình ảnh ông Cao Xuân Dục, Tổng đốc Nam Định, có mặt trong buổi lễ vinh danh những người đỗ đạt năm 1897. Hình ảnh chùa Một Cột năm 1896. Khung cảnh nhìn từ trên cao cầu thang của chùa Một Cột năm 1896. Còn đây là chùa Một Cột năm 1898, trông khá thay đổi so với bức ảnh chụp 2 năm trước đó. Trong ảnh là nghệ nhân thiêu Phan Văn Khoan vẽ hình chùa Một Cột để thiêu, hình được chụp năm 1898. Thợ thiêu Phan Văn Khoan tại nhà của mình ở Hà Nội trong ngày Tết năm 1898. Quý vị đang xem là chân dung chụp năm 1896 của chàng trai 17 tuổi Vi Văn Định, con trai của Tổng đốc Lạng Sơn Vi Văn Lý.
Sau này, ông Vi Văn Định trở thành Tổng đốc tỉnh Thái Bình giai đoạn năm 1929-1937 và tỉnh Hà Đông giai đoạn năm 1937-1941. Ông Vi Văn Định cũng là bố vợ của hai người nổi tiếng, đó là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên và giáo sư Hồ Đắc Chi, hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Trong ảnh này là ba người con khác của Tổng đốc Lạng Sơn ngồi và đứng trên ghế, còn hai người đứng bìa là gia đình. Một hình ảnh tam quan của đền Kiếp Bạc, Hải Dương năm 1904. Hình ảnh một hồi thi chim, ảnh chụp đầu thế kỷ 20. Một nông dân ở Hà Nội chở lợn ra chợ bán, ảnh chụp cuối thế kỷ 19. Hình ảnh các chị em đang đẩy gạo thổi cơm, ảnh chụp cuối thế kỷ 19. Hình ảnh những người nông dân đang cấy lúa, ảnh chụp cuối thế kỷ 20. Những người ở Hà Nội gánh tre đi bán, ảnh chụp đầu thế kỷ 20. Một gia đình tiêu biểu ở Hà Nội, ảnh chụp đầu thế kỷ 20. Quý vị đang xem là ảnh một phố hộ ở miền Bắc, ảnh chụp đầu thế kỷ 20. Hớt tóc, lấy ráy tay dạo ở Hà Nội, ảnh chụp cuối thế kỷ 19. Đây là một gánh hàng ăn vặt ở Hà Nội, ảnh chụp khoảng năm 1910. Lính khố đỏ có triều đình, một người phụ trách thông tin liên lạc. Hình ảnh quý vị đang xem là một cửa hàng bách hóa tổng hợp, nơi này nay là Tràng Tiền Plaza. Quang cảnh buôn bán ở chợ Đồng Xuân xưa. Hình ảnh một con phố ở Hà Nội, nơi này bây giờ là Phạm Ngũ Lão, sau nhà hát lớn gần đường D. Ti cảnh sát, nay là trụ sở công an ở ngã tư Tràng Thi, Lê Thái Tổ, Bà Triệu. Cửa hàng bán hoa ven hồ bên góc đường Hàng Khay, đối diện Bách hóa tổng hợp Hà Nội, nay đã bị phá dỡ và thay đổi. Đây là hình ảnh dãy phố Hàng Khay sầm uất. Bà Kiệu nằm ngay trước cổng đền Ngọc Sơn, nay một phần của ngôi đền này là tượng đài. Rạp chiếu phim đầu tiên của Hà Nội Palace tại phố Nguyễn Xí. Đây là đài phun nước Con Cốc nằm cạnh khách sạn Metropole. Hình ảnh cầu Long Biên, ảnh chụp năm 1958. Nhà Đấu Sảo, tức trung tâm thương mại một thời, nay là cung văn hóa hữu nghị. Quý vị đang xem là vườn hoa Canh Nông, nay là công viên Lenin trên đường Trần Phú. Một con phố ven sông Hồng nối từ cầu Long Biên đi về phía nhà hát lớn Hà Nội, thời đó được coi như tuyến phố thương mại lớn. Hình ảnh những mái nhà cổ ở phố Hàng Bạc, ảnh chụp năm 1956. Một con phố khác của phố Hàng Bạc. Đây là hình ảnh phố Hàng Gai với những thay đổi liên tục về phong cách kiến trúc khi những người ở đây kinh doanh tốt nên có tiền để xây mới, sửa sang. Một góc khác của phố Hàng Gai vẫn đông lại những nét kiến trúc cổ truyền. Hình ảnh phố Hàng Quạt lúc này vẫn còn giữ được không gian kiến trúc cảnh quan xưa.
Còn đây là hình ảnh phố Mã Mây, hay còn được gọi là phố Quân Cờ Đen.